sao được thầy? Dạ dạ thôi được. Dạ được được dạ dạ. Thầy làm hiệu trưởng mà, muốn gì cũng được. Ông Nguyễn đi công tác có mấy ngày và giao cho anh có một cái việc cỏn con như vậy, mà có vẻ như anh cũng không làm được nữa hả? Giờ giấc tới bây giờ anh cũng không biết cô chủ khi nào về là sao. Quên, tặng em nè. Dạ, em cảm ơn thầy. Mình đi ăn nha. Dạ, thầy đi trước đi. Ok. Cô chủ, cô gì? Để ý thầy Khải phải không? Anh nói mẹ mẹ gì vậy hả? Cô không cần phải giấu, tôi thấy hết á. Cái gì? Bọn con trai với thầy đi bé. Sao vậy? Thì ông nói ông chèo giỏi mà, chèo đi. Tôi heo chứ tôi phải tôi khỉ đâu bắt tôi chèo hoài vậy. Chèo đi, nhanh lên thầy ra, nhanh lên. Ôi, trời ơi. Ôi, Hảo, chết mày.